Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại tôi với tình video này tôi xin dẫn các bạn xóa cái xác minh tài khoản Google của con máy VinMart Stara nhé. Đây nó đang bị tài khoản Google Stara. Ta sẽ để ý cái dòng cái khóa này, bao giờ các bạn bị khóa này và không có chữ bỏ qua, hoặc là các bạn nó bắt kết nối wifi thì ta sẽ biết là máy nó sẽ bị bypass tài khoản Google hoặc VinID. Như video trước thì tôi đã hướng dẫn bạn một cách khác, thì các bạn có thể xem những cái video ở bên dưới này, làm theo cách, nếu mà cách này không làm được bạn làm theo cách kia. Tôi làm hai cách để cho các bạn nào mà không biết làm thì ta làm theo cách 2 hoặc cách 1 cũng được, tùy các bạn. Nếu không hiểu các bạn bình luận dưới video và hỏi mình nhé. Ở đây ta kết nối mạng này, tôi sẽ đặt số nhé. Bây giờ ta ấn vào cái dòng này, dí vào cái chữ tiếng Việt phím thăng này, ta chọn Gboard, ta ấn vào lại, ấn vào lại khung này, dí vào cái phím thăng hoặc là quả cầu phím thăng đi, ta chọn cài đặt ngôn ngữ này. Rồi bây giờ ta sẽ bấm thêm bàn phím, ta sẽ chọn cái chỗ nào nó có cái hai cái gạch này, đầu dòng tiếng Ả Rập và KTB này, dưới này nó cũng có này, tiếng Albany này, tôi sẽ chọn, tôi sẽ vào 3 chấm ở góc trên, 3 chấm vào trợ giúp phản hồi, ta sẽ vào cái giới thiệu về tính năng tiệm cận và công tắc cho Android. Đó, nó sẽ có YouTube, ta sẽ bấm vào mở. Rồi, ta sẽ bấm vào dòng chữ ở trên này nhé. Bây giờ ta sẽ vuốt xuống, ta bấm vào cái hình người, hình người này, ta sẽ vào cài đặt, ta sẽ vào giới thiệu, ta sẽ vào điều khoản dịch vụ của YouTube, chấp nhận và tiếp tục, tiếp theo, không cảm ơn. Rồi bây giờ ta sẽ bấm Vietnam Roam Bypass. Rồi đây ta có dòng tích vào luôn, không phải tìm kiếm. Bây giờ ta sẽ tải hai file về nhé. Ta sẽ tải hai file, cái này bạn chọn Android Jam 8.9.10 này nhé. Đóng này, tiếp tục, cho phép, tiếp tục, ok. Rồi bây giờ ta mở, mở luôn nhé, cài luôn nhé, cài đặt, bấm vào đây, cho phép từng nguồn này, back lại, bấm vào cài đặt. Nó là cái trình quản lý tài khoản Google để cho ta thêm cái tài khoản vào. Rồi ta ấn xong, bây giờ ta sẽ, bây giờ ta sẽ tải tiếp một cái file nữa nhé. Vietnam Roam Bypass, ta sẽ tải cái file FRP Bypass trên này, FRP Bypass, hoặc FRP Bypass nhé. Ok, mở, cài đặt. Mở. Rồi bây giờ ta ấn 3 chấm ở góc trên này, đăng nhập bằng trình duyệt. Ok, bây giờ ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail của mình nhé, có mật khẩu cái của mình nhé, cái các bạn ấy có mật khẩu ấy. Đó, như vậy là xong. Bây giờ ta sẽ khởi động lại. Rồi, ta sẽ để ý là ở trên này nó sẽ không có cái khóa nữa đây. Trên này, ta ấn bắt đầu, mở vào.
Bây giờ sẽ ấn tiếp theo. Không sao chép. Hoặc các bạn có thể sao chép. Có dữ liệu đây, nó sẽ báo đã thêm cái tài khoản vừa đấy của mình thêm. Tài khoản của mình ạ. Người ta ấn tiếp theo. Rồi, ta ấn xem thêm, chấp nhận. Bỏ qua. Cái này ta bỏ qua, mã pin ta làm thực hiện sau nhé. Ta bấm tiếp theo. Rồi, cái này bấm không cảm ơn. Rồi ok, như vậy là mình vừa dẫn các bạn thực hiện soát mã quét tài khoản của con máy VinMart Star 3. Con máy nó đang ở VOS 2.5 nhé. Rồi, chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào ạ.